Nhớ nha, tụi nó nợ nhiêu tiền vậy con? Trời ơi, nó nợ 20 triệu là. Kiểu này nó trả ngập đầu nó rồi. Nợ tụi em có 200 ngàn, nó còn than hú hồ 20 triệu. Tội cho năm quá trời à. Giảm nợ lại. Thôi mà thôi, ta phải gọi điện cho chồng ta. Đừng có dành ta nha. Hồi nãy cho lỡ cho điện thoại rồi, giờ phải cho phải xài cái điện thoại khác. Gì vậy? Hot quá, hot đi chứ lại. Ê, cái thằng em này hình như là iPhone. Cái này là thần á, mới mua tưởng điện Steven 6 cũng xếp. Alo. Thôi quá hả? Alo hả? Được ra viện chưa anh? Được ra rồi hả? Để em đi trước anh nha. Ồ, thương tụi nhỏ lắm, muốn ở lại đây chơi mà hả? Tụi nó bắt ăn thanh long nhã hột. Về. Thôi vậy tôi về, tôi đón ông nha. Tắt. Ừ, nó tiện dụng lắm đó, ai mua liên hệ với ta nha, bán rẻ cho.